Cựu người mẫu ngồi tù vì sát hại người tình lớn tuổi. Cựu người mẫu Kelsey Turner ngồi tù từ 10 đến 25 năm cho hành vi sát hại dã man người tình lớn tuổi. People đưa tin trong phiên tòa ở quận Clark, bang Nevada, Mỹ, ngày 11 tháng 1. Cựu người mẫu Kelsey Turner nhận tội sát hại chuyên gia tâm lý nhi khoa Thomas The Burchard de Las Vegas hồi năm 2019. Theo các công tố viên, Turner từng qua lại với ông Burchard trong lúc đang có bạn trai, John Logan Tennyson. Đều đặn mỗi tháng, bác sĩ 71 tuổi chu cấp cho nhân tình trẻ hàng nghìn USD để cô trả tiền thuê nhà. Tới tháng 3 năm 2019, ông Burchard quyết định tới Las Vegas gặp Turner lần cuối để dứt khoát chấm dứt mối quan hệ. Vì không còn được chu cấp, Kelsey Turner chỉ đạo bạn trai tấn công Burchard khi ông đến thăm bộ đôi ở Las Vegas vào tháng 3 năm 2019. Lúc ấy, John Logan Tennyson đã dùng gậy đánh cụ ông đến chết, sau đó giấu xác nạn nhân vào cốp xe ô tô, nguồn tin cho biết. Khám nghiệm tử thi cho thấy ông Burchard đã bị tấn công bạo lực dữ dội và qua đời vì những chấn thương nặng. Julia Pippi, người nhận mình là bạn gái, sống chung với Burchard trong vòng 17 năm, nói trước tòa rằng Turner đã sử dụng tài khoản của Burchard để thanh toán hóa đơn cho cô ta. Sau khi ông qua đời, người phụ nữ nói thêm, tôi chưa bao giờ chứng kiến điều ác như vậy tồn tại trên thế giới này. Tôi không muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình để lo lắng nếu cô ta được tha thứ. Turner đã nhận tội giết người cấp độ 2 vào tháng 11 năm 2022. Đến nay, tòa mới công bố khung hình phạt dành cho cô là 10 đến 25 năm. Trong khi đó, thủ phạm trực tiếp gây ra án mạng là John Logan Tennyson bị kết án 18 đến 45 năm. Diana Nicole Pena, bạn của cựu người mẫu, nhận tội tiếp tay trong vụ giết người này. Kelsey Nichol Turner, còn được gọi là Bad Gabby, sinh năm 1993 ở Mỹ. Cô từng là người mẫu thời trang theo đuổi phong cách táo bạo, xuất hiện trên Playboy Italy, Maxim và Onetton.